Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình Love Worldwide. Tiếp tục series ngày hôm nay, sau khi bảo trì thì chúng ta đã xuất hiện sự kiện lớn thứ hai trong năm là Team of the Season và một sự kiện khác là Icon Superstar. Nhưng mà theo mình đánh giá ngày hôm nay là ngày của Event Icon Superstar chứ không phải là Event Team of the Season nha. Vì Event Team of the Season kéo rất dài và hiện tại thì cũng chưa nhận được quá nhiều cầu thủ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đã nhận được một idol quốc dân, đó chính là Ruud Gullit. Và idol quốc dân này sẽ được tăng tiến lên các mức OR tùy vào cái mức độ cày, chay hoặc là nạp tiền của anh em. Nhưng mà ở mức bắt đầu chúng ta đều nhận giống nhau, đó chính là Gullit OR 112. Và chúng ta sẽ đi vào cái sự kiện Icon Superstar này trước khi chứng kiến màn trình diễn khủng khiếp cũng như là AI cân cả bản đồ của Ruud Gullit. Ở cái sự kiện Icon Superstar này chúng ta sẽ có hai cái logo, hai cái biểu tượng anh em cần phải thu thập, đó chính là biểu tượng chữ G màu vàng và biểu tượng chữ G màu đỏ. Thì anh em sẽ nhận được cả hai huy hiệu này với cái việc cày ở main đầu tiên. Main đầu tiên thì mỗi tuần anh em sẽ có 4 nhiệm vụ mỗi tuần nha chứ anh em, chứ không phải là một mỗi ngày đâu. Các nhiệm vụ này nó sẽ reset vào mỗi tuần và hai cái trận bóng kia thì là cuối tuần nó mới mở. Hai cái nhiệm vụ trên thì chúng ta sẽ nhận được 20 cái huy hiệu chữ G màu vàng trên một lần, còn hai trận bóng thì sẽ nhận được 25 huy hiệu chữ G màu vàng. Tổng cộng một tuần anh em sẽ nhận được 90 huy hiệu chữ G màu vàng nha anh em. Một tuần là 90 huy hiệu. Sự kiện này diễn ra trong vòng 56 ngày. 56 chia 7 là bằng 8 tuần, thì 8 tuần chúng ta 8 nhân với lại 90 sẽ rơi vào tầm khoảng 720 huy hiệu chữ G màu vàng. Đấy, mình đã tính cho anh em nha, là xuyên suốt cái sự kiện 8 tuần này thì mỗi tuần là 90 thì sẽ nhận tổng cộng 720 huy hiệu chữ G màu vàng. Và chữ G màu vàng để làm gì? Thì tất nhiên rồi, chữ G màu vàng là để đổi Ruud Gullit. Cái quá trình tăng tiến của Ruud Gullit sau này thì sẽ phải cần đến chữ G màu vàng này. Còn chữ G màu đỏ thì ở một cấp độ cao hơn nha anh em. Chúng ta sẽ đi vào Gullit 113 nha. Đây, Gullit 113 sẽ dùng Gullit 112 cộng với lại 100 huy hiệu chữ G màu vàng. Đấy, anh em đã thấy tác dụng của huy hiệu chữ G màu vàng chưa? Chỉ cần có càng nhiều huy hiệu chữ G màu vàng thì anh em đổi được lên càng cao. Nhưng mà tất nhiên nó chỉ có một đích đến thôi, nó chỉ đến được một mức nào đó thôi, chứ không thể nào anh em đổi lên 118 được. 118 thì phải cần tiền, thậm chí là rất nhiều tiền anh em ạ. Chúng ta cứ đi đổi lên đến OR 115 đã. Đây, như mình đang ở trên màn hình của mình, chính là Gullit 113 thì cần 100 huy hiệu chữ G màu vàng. Gullit 114 thì chỉ số sẽ cao hơn một chút, anh em nhìn bộ chỉ số này. Nói thật chứ chả cần đến 118 đâu, chỉ cần đến 114, 115 cho vị trí CM đã là CM quốc dân, mình khẳng định luôn. Nhìn cái bộ chỉ số quá khủng khiếp. Lên đến Gullit OR 114 anh em sẽ cần Gullit 113 cộng với 150 huy hiệu chữ G màu vàng. Đến đây là anh em đã tốn 250 huy hiệu chữ G màu vàng rồi nha anh em. Nó cộng dồn đấy, đến đây là đã tốn 250 huy hiệu chữ G màu vàng rồi. Và đến Gullit 115 thì anh em tiếp tục nhìn bộ chỉ số nó còn khiếp hơn nữa và rất đẹp. Chỉ số ẩn của Ruud Gullit gọi là siêu đẹp luôn anh em ạ, có cứng như thép, có đánh đầu mạnh và một CM cao đến 1m91, thể hình lực lưỡng như kiểu là Patrick Vieira. Nếu anh em nào đã sơ đồ là 4-1-2-1-2 hàng tiền vệ là Patrick Vieira này cùng với đó là Ruud Gullit nữa thì thôi, không còn gì phải bàn. Đến đây thì chúng ta nhìn thấy là Gullit 115 thì sẽ cần là một Gullit 114 cộng với lại 500 huy hiệu chữ G màu vàng. Tổng cộng thì đến Gullit 115 ấy, anh em cần 750 huy hiệu chữ G màu vàng, nhưng mà lúc nãy mình tính thì chỉ có 720 đúng không anh em, nó chênh lệch vào khoảng 30. Thì theo mình đánh giá là trong vòng 8 tuần đấy thì Nexon nó sẽ bù trừ sao cho đủ anh em cày được cái Gullit 115. Theo đánh giá cá nhân của mình là sẽ nhận được free Gullit 115, còn Gullit 116 thì sẽ khó hơn một. Gullit 116 thì cần Gullit 115 và 30 huy hiệu chữ G màu đỏ. Chữ G màu đỏ kiếm ở đâu? Thì sau mỗi khi anh em đổi Gullit 113, 114, 115 thì đều có số lượng chữ G màu đỏ nhất định, nhưng mà nó cũng không đáng bao nhiêu cả. Tiêu biểu là khi mà anh em đổi được Gullit 115 thì anh em cũng chỉ nhận được 5 chữ G màu đỏ thôi. Đổi Gullit 113 cũng chỉ đủ 2 chữ G màu đỏ. Đấy. Nói chung là chúng ta sẽ tiến đến mốc là Gullit 115 CM quốc dân, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi chứng kiến màn trình diễn của Ruud Gullit và đánh giá qua mức độ thể lực, đánh giá qua cái skill và đánh giá qua lực sút cũng như là AI của cầu thủ này. Gullit vừa làm mất bóng, anh em nhìn khỏe không? Cực kỳ khỏe. Và cái event này là trận chung kết của event C1 đá với AI. Hiện tại thì mạng đã là quá lag nên là mình không thể đá với người được nha anh em, chứ không phải là mình cố tình đá với máy đâu. Nếu mà mạng mà khỏe mình đá với người ngay, vì mình thích Ruud Gullit cực kỳ.
anh em nhìn Good Willis không có xu hướng dâng cao theo đánh giá cá nhân của mình. Nhiều người lo ngại rằng Good Willis sẽ dâng cao thi đấu ở vị trí CM hoặc CF, nhưng cái bảng CM này khi mà bóng ở trên quá lâu thì Good Willis mới dâng lên thôi. Còn theo đánh giá của mình thì Good Willis trong bộ ba tiền vệ thì Good Willis thi đấu còn thấp hơn cả tiền vệ phòng ngự. Đây là Good Willis, anh em nhìn khả năng tỉ đè của Good Willis rất tốt, đường truyền vào thì không được hay cho lắm. Nhưng mà mình đánh giá cao cái điểm đầu tiên của Good Willis là thể hình và khả năng tỉ đè rồi. Chúng ta tiếp tục đi xem. Good Willis vẫn là, anh em nhìn nhé, Good Willis thường xuyên kéo về sâu luôn, không dâng lên và đá với lối đá bao sân, thể lực tốt. Đây là Good Willis, và ngoặt bóng lại. Skill của Good Willis là xoay combo, tiếp tục là pha xoay combo, cú dứt điểm của Good Willis vùng chân nhẹ nhàng và bàn thắng. Bàn thắng đầu tiên đánh dấu sự trở lại của một huyền thoại trong game. Good Willis trước khi ra cái bản icon này thì Good Willis chỉ có OL cao nhất là 111 khi ở vị trí CF của icon mùa thường, và Good Willis 110 của mùa top derby thì thật sự là quá đuối, rất là đuối rồi. Và ngày hôm nay thì Good Willis ra một phiên bản đấy, anh em nhìn khả năng tranh chấp của Good Willis lại là Good Willis qua người rất dễ dàng ngay sau đó để mất bóng. Cái khả năng xoay combo thì cầu thủ nào cũng thế thôi, nhiều pha xoay combo nó bị trồi ra rất là lâu. Good Willis trong tình huống này anh em để ý xem có kéo về không, cũng hơi lười kéo về anh em ạ. Đây, bóng lại đến chân Good Willis. Nói chung là chúng ta không thể tìm kiếm một cầu thủ hoàn hảo được, nhưng mà đến bây giờ mình thấy là tạm chấp nhận được đấy. Anh em nhìn đấy, khi cả khi có bóng cũng không dâng cao đâu. Chúng ta bớt một phần nào đó lo ngại về khả năng bỏ vị trí của Good Willis hay là khả năng tham công của cầu thủ này. Tiếp tục là Good Willis. Good Willis hai pha chạm bóng và hai cầu thủ này không hiểu nhau. ST trong trận đấu này là Dominic Calvert-Lewin mùa TOE, không phải là quá là xuất sắc. Chúng ta mong đợi cả đội hình này, chỉ mong đợi Good Willis thôi. Good Willis vẫn đang đứng ở vị trí của mình, anh đá ở vị trí tiền vệ lệch trái. Tiếp tục là những pha cầm bóng quen thuộc, khả năng chuyền trọt thì mình thấy ok, giữ vị trí ok đấy. Đây là Good Willis, tiếp tục anh em có thể xem, tiếp tục là pha dứt điểm, khả năng sút xa thì bá cháy luôn, bá cháy gọi chép. Từ nãy giờ thì chỉ có sút xa ở chân phải đúng không anh em, tí nữa mình sẽ thử test sút xa ở chân trái xem như nào. Mình nghĩ là AI của thủ môn không yếu đâu, vào các thủ môn bình thường quả này vẫn vào thôi. Anh em nhìn lực sút mình cảm giác là nó không căng cho lắm, bóng nó cứ bóng đi xoáy kiểu gì, bóng đi cực kỳ xoáy ở quỹ đạo khó và tranh chấp tốt. Good Willis anh em nhìn nhé, đây Good Willis vẫn là tiền vệ đứng thấp nhất này, đứng ca thấp hơn cả CDM luôn. Nhưng mà thực ra thì trận đấu này không có CDM, mình thi đấu hai CM, nhưng mà Good Willis vẫn đứng thấp hơn, thực sự là ok. Mình thấy con bài này quá ok luôn, lối đá vào sân như này thì thực sự tốt. Trời ơi, đội bạn đang có bản gỡ nhưng không sao, mới có phút thứ 84 thôi mà chúng ta vẫn còn được chiêm ngưỡng Good Willis rất là nhiều. Mình sẽ cố để cho trận đấu này sẽ bước sang hiệp phụ để anh em chiêm ngưỡng được khả năng gánh đội của Good Willis rất tốt. Đường chuyền hay, không hề dâng quá nhiều, vẫn đứng ở vị trí của mình. Không biết là đến 118 thì đá còn khủng khiếp như nào nữa, nhưng mà mình nghĩ đa phần những anh em xem kênh của mình là những anh em cày chay là ít thì khó tiếp cận những OL 118, quốc dân thì rơi khoảng tầm 115. Đây là Good Willis, những điều pha phối hợp 1-2. Tiếp tục là Good Willis, đây là cú sút bằng chân trắng này vẫn vào anh em ạ. Ba cú sút điểm, không cú nào trượt, chạy đầm người, nhìn cực kỳ đầm người luôn, thẻ đen, quá tuyệt vời. Free như này, dẫn bóng hay, dứt điểm của một đội bạn không có cơ hội nào, và chúng ta sẽ cân bằng tỷ số 3 đều. Chỉ có 2 phút bù giờ thôi và anh em sẽ được xem hiệp phụ, xem hiệp phụ xem là Good Willis có làm nên trò trống gì hay không. Những pha phối hợp 1-2 đấy, anh em nhìn mùa này chuyền rất kém. Quả này mà vào những ngôi sao hàng đầu thì là kết thúc trận đấu rồi, nhưng mà mình cũng không muốn kết thúc cho lắm, vẫn muốn để anh em xem thêm 30 phút nữa của Good Willis, xem AI khủng khiếp của đội này. Mình kết lắm rồi, thật sự quá kết rồi đấy. Good Willis luôn đứng thấp nhất và không dâng quá cao, không ít khi mà xâm nhập hàng cấm của đối phương lắm đấy. Good Willis dù bóng lên này chạy, khi mà xin bóng thì chạy lên rất nhanh, còn thường thì vẫn chú ý nhiệm vụ phòng ngự. Tiếp tục là qua dứt điểm nhẹ nhàng, quá nhẹ nhàng luôn, quá ngày sẽ lại quá kết rồi anh em. Anh em hãy đưa ngay Good Willis về thi đấu vị trí CM, đập lên cộng 5 đá à, từ từ cũng đập theo mình thì cứ để đổi lên đấy, chứ đập lên cộng 5 mấy nữa đổi nó khó đúng không. Cái đá như này là ok rồi, cho vào giữ vị cũng được. Mình thấy không thua kém, mình cũng đá, anh em thấy có khi mình đá cả đội hình cả 100 tỷ đấy, nhưng mà mình thấy là đá là ok đấy, so mặt bằng chung là quá là ok. Khả
tiếp bóng không tốt là của Dominic Calvert-Lewin. Grealish lại lùi về rồi. Thanh lực đã chuyển màu vàng nhưng mình nghĩ là Grealish có mức thể lực tốt. Thể lực rất tốt, chạy rất đầm này anh em nhìn này, chạy theo bóng đến cùng luôn. Vẫn đang ở ngoài phán đoán tình huống, rất may tình huống ban đầu là của Sadio Mane, tân binh của Bayern Munich. Sadio Mane rời Liverpool, mình cho rằng đấy là một sự hợp lý. Khi mà ở Liverpool Sadio Mane cứ kiểu như là đá với Mohamed Salah mình thấy không hợp lắm. Salah đá hơi cá nhân. Trong nhiều tình huống anh em được xem những pha bóng kể cả khi mà Sadio Mane nổi nóng, thật sự là ra đi cũng là một cái lý mà ở Liverpool bây giờ thì có cả Diaz rồi. Có cả Diaz rồi thì mua cả Nunes về thay cho Firmino. Bộ ba của Liverpool mình thích nhất là Firmino rồi thì Salah và Mane. Tiếp tục là Rodri. Chèn làm sao được Rodri? Đây là Rodri. Trời ơi ZD. Hết úp mù, hết bóng căng thì đến ZD. ZD vẫn nhẹ nhàng vẫn vào. 5 pha dứt điểm của Rodri đều thành bàn. Độ khủng khiếp là như thế nào? Ta cùng xem lại. Tình huống ZD nhẹ nhàng. Bóng đi vào góc xa khung thành của Alisson Becker. Manchester United đã vươn lên dẫn trước 5-3 trong trận chung kết của cúp C1 châu Âu năm nào thì chưa rõ. Hiện tại với lực lượng hiện tại thì để mà Manchester United đá chung kết C1 thì mình nghĩ là hơi khó. Thật sự mình nghĩ là hơi khó. Những đội bóng mạnh nhất thế giới bây giờ có thể được kể đến như Liverpool, Bayern, Real Madrid hay là Manchester City. Mình không đánh giá cao Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain chỉ ở hàng công thôi chứ đá không đều. Phòng phòng ngự có Kimpembe, Marquinhos này. Hàng tiền vệ cũng không có quá nhiều cái tên nổi bật. Hàng công thì nổi bật quá. Tiếp tục là Grealish. Trời ơi. Bàn thắng thứ 6 của Grealish ở trong trận đấu này có lẽ là dấu chấm hết của đội bạn rồi. Tình huống úp mù của Grealish, bóng đi quá căng, chẳng có cơ hội nào cho Alisson Becker. Chúng ta cùng xem lại. Bóng cận chân. Quỹ đạo bài quá đẹp. Và một lời khuyên cuối cùng dành cho anh em là anh em hãy đưa ngay Grealish vào đội. Ông nào mà làm phôi được Grealish nữa thì tôi chịu hẳn. Ông làm phôi Grealish thì mấy nữa ông lấy gì mà đổi Grealish 115. Khi mà Rukulit lên 115 tôi thật mấy CM của ông có cộng 5, cộng 6 thì gặp Rukulit vẫn là tắt điện. Tiếp tục là Rukulit. Tiếp tục là Rukulit. Không qua người được rồi. Thôi, ghi 6 bàn thôi. Ghi nữa có khi là nét đấy. Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc đây thôi. Nếu anh em thấy video mình hay thì xin like, subscribe ủng hộ kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.